Hello cả nhà, hôm nay là ngày thứ 9 với 32 ngày kể bên tiếp theo. Mình sẽ nói về 4 bước trước khi kể bên đúng không ạ? Bước 1 là tôi muốn có thế quan đúng đắn. Thứ hai, tôi biết là các đồng đội của tôi trong nhóm mối quan hệ cũng không muốn có thế quan đúng đắn như tôi. Tôi khuyến khích các đồng đội của mình là kể bên và up video kể bên nhóm. Thứ ba là tôi quay video kể bên và up lên nhóm mối quan hệ đúng không ạ? Bước 4 là tiền cà phê về hành động kể bên trong ngày hôm nay. Cũng như là hồi hướng các thế quan đúng đắn của bản thân, của các đồng đội trong nhóm mối quan hệ này, của người thân xung quanh và mọi người muôn loài. Thì em sẽ bắt đầu câu chuyện cái bút của mình ạ. Người cho em hỏi ai đang cầm lấy trên tay ạ? Cái bút đúng không? Cái bút này mình thường dùng để viết, để ký là tác dụng chính ạ. Nếu một chú chó đi vào căn phòng này và đến vị trí cái bàn này này, em cầm bàn này, em cố cho một chú chó, nó sẽ làm gì vậy ạ? Mình thấy nó sẽ gặm, nó nghịch mà chơi, nó không làm gì cả, nó sẽ bỏ đi. Như vậy là cùng là vật này thì mình quay là cây bút, nhưng mà chú chó chỉ quay là để đồ để gặm để chơi thôi. Thì có câu hỏi là ra ai đang đúng ạ? Người đúng hay cho đúng? Người ta câu trả lời là hai điều đúng, bởi vì không có quy ước từ trước đúng không ạ? Vậy là bài học đầu tiên rút ra đây là sẽ không có đúng và không có sai khi không có quy ước từ trước. Vì chúng ta hãy tôn trọng thế giới quan của người khác. Thế giới quan được hiểu rõ ở được thể hiện rõ ở cách nói, cách nghĩ, cách làm, cách lựa chọn của bất kỳ ai đúng không ạ? Và mọi thứ nó chỉ có đúng sai khi mà có quy ước từ trước rồi. Ví dụ mình có luật pháp, có những nội quy giờ giấc làm việc của cơ quan đoàn thể này, hay là cam kết của những đội nhóm, và khi chúng ta tham gia vào đó mà chúng ta vi phạm những cam kết đó thì sẽ có sự phán xét đánh giá đúng không ạ? Vì là chúng ta sai luật đó. Tiếp đó thì em đặt cái vật này xuống cái bàn này và em và chú chó đi ra khỏi căn phòng này. Còn mọi người sẽ tắt đèn tối om và không còn chủ thể nào nhìn lên vật này nữa. Thì đây thì cái vật này nó sẽ là gì ạ? Nó sẽ không là gì mặc dù vẫn nằm ở đây đúng không ạ? Mà trong đó vật thì tao gọi là tính không, số trung tính hay tính tiềm năng. Tiềm năng thì nó cho là gì ạ? Khi em quay lại căn phòng này trước này, phòng này vừa sáng lên, em đến đây và nhìn thấy vật này, đó sẽ là cái bút đúng không ạ? Chú chó đi vào đây trước, trèo lên bàn này và nhìn thấy vật này, mình thấy nó sẽ lại gặm một cái trò chơi vật này đúng không ạ? Em và chú chó cùng đi vào, em bế nó lên, em và nó cùng nhìn thấy vật này, thì nó sẽ vừa là cái bút, vừa rồi gặm để chơi. Vậy tính tiềm năng của vật này được thể hiện ở chỗ là gì nào? Cùng là một vật đúng không ạ? Nhưng vì có hai chủ thể khác nhau đang cùng nhìn lên vật này và quan chiếu đến vật này, nên nó xuất hiện hai chủ thể khác nhau. Như vậy bài học thứ hai rút ra ở đây là mọi sự vật từ việc hay là chúng ta đều có tính tiềm năng để đều trở thành bất cứ thứ gì, tôi phụ thuộc vào góc nhìn của từng chủ thể lên tác động lên đúng không ạ? Đó, việc là chúng ta nhìn thấy đây là cây bút này thì nó xuất phát từ vật này, tức là đến từ vật này như thế này, đến từ tâm trí của chúng ta. À, nó đến từ tâm trí chúng ta vì chúng ta nhìn thấy đây là cây bút đúng không ạ? Bởi vì nếu mà đến từ vật này này, nếu vật này có cách diễn đạt và có ngôn ngữ để cho chúng ta biết nó là bút ý, thì con chó hay bất cứ con vật nào khác nó sẽ được nó diễn đạt thì biết là bút, cũng cầm lên và viết như chúng ta, nhưng chỉ chúng ta biết đây là bút thôi đúng không ạ? Vì ta có bài học thứ ba rút ra đây là mọi thứ đến từ tôi hay là mọi thứ đến từ những hạt giống trong tâm trí của tôi này, tôi quán chiếu và phóng chiếu ra vật này. Đó, tiếp đó ta thấy vật này có tính tiềm năng này, nó lại xuất phát từ tâm trí của mình ấy, thì mình có thể ước vật này thì vật và trí đối nó còn không ạ? Hay bên là cái bút, mình với anh và mặc đeo ký kim cương, những thứ có tài sản rất là lớn để mình có thể tiêu xài. Thế anh thì có thể viên kim cương đúng không ạ? Kim cương ạ. Khi mở mắt ra này, đây vẫn là cái bút, bởi vì đây là kết quả hiện tại và chúng ta không thể được nó. Vậy là ta có bài học thứ tư rút ra ở đây là mọi thứ không đến từ sự mong cầu hay suy nghĩ tích cực của ta được, bởi vì chúng ta đã có những dấu ấn và giống về vật này từ trước này, được neo vào tâm trí khi còn nhỏ hoặc là từ rất lâu, đặt lên được ai đó đặt lên tay và nói rằng đây là bút như thế này. Nhưng khi đang cầm vật này trên tay như thế này thì dấu ấn và giống về cái bút sẽ bung nở và chúng ta chỉ có thể nhìn thấy là bút ở hiện tại thôi. Nhanh đến mức chúng ta nghĩ rằng đến từ vật này đúng không? Nhưng không phải đến từ tâm trí của chúng ta. Đó, vậy thì chúng ta không mong cầu, không ước được ý. Thì muốn đạt được những điều mà chúng ta mong muốn trong tương lai thì chúng ta sẽ cần làm gì ạ? Chúng ta sẽ cần tạo ra những dấu ấn và hạt giống ở thời điểm hiện tại, những dấu ấn và giống cái bút này, để trong tương lai ấy, khi mà dấu ấn và hạt giống nó đủ số lượng này, đủ lớn này, đủ duyên thì nó sẽ bung nở và chúng ta sẽ đạt được chúng ta mong muốn, như là việc chúng ta nhìn thấy cái bút ở hiện tại này qua 4 bước gieo hạt, 4 bước ta bắt đúng không ạ? Ví dụ như mình muốn tài chính tốt thì mình giúp người khác có tài chính tốt, hoặc là tự do tài chính thì nó là mục tiêu dài hạn đúng không ạ? Thì mình giúp người khác được có tài chính tốt và trực tiếp thì có thể cho vay tiền giúp để trả nợ chẳng hạn, hoặc gián tiếp thì mình giúp họ có việc làm, với việc làm trọ này mình dành thời gian chia sẻ những kỹ năng kiến thức về tư vấn, về bán hàng, về xây dựng hệ thống đội nhóm để họ có thể kiếm được tiền sau thời gian mình dành cho họ. Thì như vậy là bài học thứ 5 rút ra ở đây là chúng ta muốn thứ gì thì chúng ta hãy cho thứ đó đi trước, thực hiện bằng thân khẩu ý chúng ta qua 4 bước gieo hạt và tìm cà phê hàng ngày, thì dấu ấn và giống nó sẽ lớn mạnh và nó sẽ nở và chúng ta sẽ đạt được những điều mà chúng ta mong muốn. Thì em kết thúc câu chuyện cái bút của mình rồi ạ. Biết ơn cả nhà đã lắng nghe và cho em cơ hội gieo pen ngày thứ 99 trên 122. Và mình sẽ nhớ là tìm cà phê về hành động kể pen trong ngày hôm nay này, cũng như là hồi hướng cho thế giới quan đúng đắn của bản thân mình, các đồng đội trong mối quan hệ của mình, của người thân xung quanh mình và mọi người muôn loài. Xin chào cả nhà.